với trắng, vậy là bình với trắng. Bây giờ ta sẽ cắt đi. Vuông góc với ta cắt nhất. Và cũng tương tự chúng ta cũng gặp, chúng ta cũng gặp 20 cho đến 24 đã cắt, 26 đã cắt. Vậy thì ta phải tìm cái gì? Chìa khóa. Liệu có thể dùng cái chìa khóa của công an được không? Không được. Không thể lấy chìa khóa tủ để mở chìa khóa cửa chính được. Chẳng khác gì thế cả. Nó phải có chìa khóa riêng. Rồi. Tiếp. Là chìa khóa mở cái xe. Đã nhận ra chìa khóa chưa? Nhìn ra nhận ra chìa khóa chưa? Nhận ra chưa? Nhìn thấy nhận ra chìa khóa chưa? Chưa nhận ra. Thì ta phải đột phá cái hình này. Thì ta sẽ hiểu. Cái hình này tượng trưng cho xong gì? Trong trắng. Cái này tượng trưng cho xong gì? Trong sàn. Cái này tượng trưng gì? Trong nào là cao cao nhất? Trong sàn. Thấp hơn và trong hàm thấp nhất. Nếu xoan corona ta sử dụng cái trục trước sau để cho chìa khóa thì được axiom trên dưới ở bên trên ta dùng trục trên dưới. Vậy thì phải tìm cái chìa khóa lại trên từng tầng, có thể hiểu không? Vì là lớp cắt axiom đi từ dưới lên trên, đúng không? Thì ta phải chọn trục đứng và cô ra và đi từ sau trước để lại trục nhau, trục trước sau. Vậy ta nhận thời gian rồi thì ta thấy cái chìa khóa là gì để mở cái xe sẽ là gì mà ta sẽ thấy được cặp ở trên là gì, là ba tầng xoan, trong xoan nó sắp xếp như là ba tầng, ngôi nhà có ba tầng, nằm trên cùng là xoan, nằm tầng ba là phòng khám, nằm ở tầng giữa là phòng sàn, tầng đất là phòng nào. Vậy thì nếu nó cắt ta sẽ đi ta quan sát từ dưới lên trên thì ta đi qua xoan hình trước, xoan hàm trước để lên xoan, xoan sàn để lên xoan. Rồi các bạn, đây. Nếu đi từ dưới lên trên, há miệng ta nhìn cái gì bên trong? Cái gì đây? Cổng cái xương. Và ngay bên ra bên ngoài nó chính là gì? Hai cái gì? Hai xoang hàm, đúng rồi. Mà nói đúng hơn là gì? Phần nào của hàm? Đáy xoang hàm. Đáy xoang hàm. Thế tại sao cái đáy bên này nó lại có cái ngăn này nào? Đây có tí ngăn này. Ở đây nó có cái hình tròn tròn này. Biết. Phía sau và ngoài có hai cái gì? Sau và ngoài hai hình lên xương hàm. Cái đột phá đáy xương hàm. Như vậy thì đáy xương hàm nào thấp hơn thì thấp hơn so với cổ hai cái xoang hàm giống như quả cân cân đĩa, còn cái bỏng cái giống như là cái đột đánh đánh hai cân. Vì sao? Bởi cái đáy xoang hàm nó có nhắn không? Nó không nhắn, nên nó giải thích là cái bệnh nhân nên là đi buồn đấy, chứ một rồi không lên là không chứ một lên thì ta biết là cái đáy xoang hàm nó
cái dòng nhỏ nó chui vào. Chỗ nào chân đang chui vào thì nó lồi sang xoang, chỗ nào không có thì nó đẩy vô lọ. Và đấy xong hàm nó lồi vào. Chính vì thế cho nên là chỗ cắt qua chân răng hàm nhỏ đó, thì nó phần xương này nó chui vào lòng xoang, chỗ không có thì nó tận thấy cái huyệt. Nó vừa có cái răng chui vào, vừa có bên cạnh nó có một lọ, gọi là các cái màu huyệt răng. Cho nên đấy xong hàm nó lồi lọ. Phía trước có thể thấy cái gì? Hốc mũi. À, và đây là gì? Bắt đầu thấy. Đi lên. Đi từ dưới lên trên thì đi qua phần nào của mũi trước? Cái chỏm mũi trước đấy. Đúng không? Hay là phần dưới mũi? Chỏm. Đây là phần nhô cao nhất của mũi. Vậy càng lên cao thì cái phần tăng mũi sẽ ngắn lại, ngắn lại dần. Phần này vô cao nhất. Vậy thì xoang hàm nó tương ứng với phần chỏm mũi. Phần trong xoang hàm nó bắt đầu xuôi trước cái gì đây? Hai bên. Cuốn gì đây? Cuốn dưới. Con hàm thì cuốn dưới nha. Thì cuốn dưới luôn có chân bám vào đâu? Vào cái vách mũi xoang, tức là phần trong của xoang hàm. Hiểu đấy nhá. Tương ứng với cái xoang hàm thì là cuốn dưới. Cuốn dưới và chân bám vào nó vào cái mũi xoang, tức là vào trong. Tiếp. Rất rõ. Thấp mũi thấp xuống. Cuốn cuốn dưới phía sau và xuất hiện gì phía sau có gì vò mũi họng trước là vòi và lỗ thông chữ B này chính là viêm đầu chữ B viêm đầu rồi rồi cuốn cuốn dưới đằng sau là vòi trước là vòi chữ B là chính là chỗ thông tư thế anh Trang cũng cho thấy hình ảnh của vòng họng rất là rõ và mối tương quan nó còn cho biết là tương quan của khối u nào xâm lấn vào trong ống mũi hoặc từ ống mũi xâm lấn vào vùng họng như là khối tiêm mà tao gặp anh Trang là đi buồng hoặc khối tiêm xâm lấn từ ống mũi vào vùng họng hoặc là khối u vùng họng xâm lấn vào trong khởi phát của khối u là từ đâu nó đi vào đâu ra trước và qua tiếp rồi cho hàm bắt đầu uốn dưới bắt đầu bắt dần đỉnh cao bắt dần ở trong cái vách mũi xoang ở phía trước
Đây xuất hiện cái gì? Ống đệ. Ống đệ, chính xác. Hai ống đệ. Tiếp. Rồi. Đến đây xuất hiện xoang gì? Xoang hàm gì? Thu lại cái gì? Thay của đâu? Rồi. Xuất hiện thêm xoang nữa. Ở bên trong. Là gì? Xoang sàn. Rồi. Đây là cuốn. Có xoang sàn thì đây phải là cuốn giữa. Bắt đầu xuất hiện xoang sàn. Bắt đầu xuất hiện xoang sàn. Đừng nhầm với cái này. Đây là còn nguyên. Đây là gì? Ống lệ. To dần lên. To dần lên. Tiếp. Rồi. Ống lệ. Túi lệ rồi. Bắt đầu vào phần thấp của mắt rồi. Đây là xoang. Xoang sàn. Đây là cuốn. Cuốn giữa. Đây là khe bắn, bắn bên trên. Rồi, xoang hàm bắt đầu thu lại giống hình khay của đầu. Tầng này gọi là tầng chuyển tiếp hay tầng giao hoa. Đỉnh của xoang hàm và đáy của xoang hàm phần giao hoa. Và cái cuốn này phải là cuốn. Tiếp. Con hàm còn không? Có. Bắt đầu xuất hiện xoang sàn, toàn bộ hệ thống sàn trước và đằng sau. Tiếp. Tiếp. Hoàn toàn là hệ thống sàn, ta đã rơi vào tầng giữa. Tầng giữa, cái tầng sàn đấy. Tầng giữa, tầng sàn. Hệ thống sàn sắp xếp. Đâu là sàn trước, đâu là sàn sau. Ta có thể phân biệt đằng trước vách ngăn nó nằm đằng ngang, đằng sau vách ngăn nó nằm gì, nó nằm chéo vậy thì từ đây về đây là đằng trước, từ đây về đây là đằng trước, còn đây là xoang sàn, đằng sau. Và cái điểm chéo này chính là chân bám của giữa. Như vậy chân bám giữa là nó tạo nên một cái vách ngăn cách giữa đằng trước và sau. Khe này, trên là khe gì? Sàn sau và có khe, gọi là khe gì? Nằm cách xoang gì đấy? Xoang bướm, xoang này xoang gì đấy? Xoang sàn. Vậy thì khe này gọi là tên là gì? Khe gì? Khe sàn bướm. Trước đây chúng ta học theo cái lớp cổ, tức là thấy cứ ngủ chảy ở khe. Nâng cuốn giữa xuống, ta bảo nó là cái trên, thực chất không phải. Cái trên chính là cái sàn bướm. Tiếp. Rồi, đất, đúng. Cái sàn bướm nó đổ vào đâu đây? Cả hai bên nó đổ vào đâu? Nó đổ vào sàn bướm. Cái sàn bướm đổ. Tất nhiên, nó có được đổ rất là nhỏ, nó đi đi của sàn sàn sau đổ ra. Nhỏ lắm. Cái xoang sàn rất nhỏ. Các xoang sàn nó đường kính bao nhiêu? Vừa nãy ta nói rồi. 5mm. Cho nên lỗ đổ nó rất là nhỏ. Chúng ta không thể thấy cái lỗ thâm xoang nó to như là xoang hàm và xoang bướm được. Thấy không? Rất rộng. Rõ ràng là lỗ thâm xoang, xoang thoáng thì xoang hàm xoang rất là sạch. Còn lỗ đổ này, cái tí như thế không? Đổ sàn sau như thế không? Nhỏ lắm, như là cái đầu kim. Vậy sàn sau và sàn bướm cùng đổ khe chung gọi là khe sàn bướm. Ở trên này có một chỗ tắt này, nhưng mà dày thì không tắt. Ở vùng này nó gọi là gì? Bình thường nó phải tạo nên hai cái vạch cục sáng nằm song song với nhau. Cái này nó gọi là vùng khe cách cứu khi quanh tiền viêm của nền tập bệnh nhân chắc chắn là có hiện tượng giảm. Đây là vùng viêm mạc cách cứu bị phù nền. Viêm mạc phù nền không phải xương, không phải dị hình, không phải chấn thương. Cái thứ phù nền các người cũng sẵn trước, sẵn sau, sẵn sau. Và ở đây tương ứng với vị trí mà xoang sàn có kích thước lớn nhất và tạo nên một hình chữ nhật.
chạy từ trước là sau. Hình chữ nhật này bên trong liên quan với khe thiếu, bên ngoài liên quan với thành của mắt, xương giấy. Giấy có thấy hình trước rất mỏng, hình sau thì sao? Giấy. Và ở đây chúng ta thấy nhãn cầu có hình, hình tròn, vỏ sơ có hình cầu, cơ cơ thẳng trong, cơ thẳng thẳng ngoài. Tiếp cho sàn rất rõ hình chữ nhật, cái cứu cho sàn trước và sau, cái đường chéo kéo sau đây, nhãn cầu cơ thẳng trong, cơ thẳng ngoài. Và bắt đầu lờ mờ xuất hiện này, mình cứ nhìn tiếp rất rõ thẳng trước, thẳng sau, không được thẳng trong, nhãn cầu lên cái chỉ giác càng ra sau nó càng áp sát vào sau đằng sau. Vì vậy cho nên người ta mình thấy cái thẳng trước ấy nó cách xa lắm, lên chỉ giác lắm, đằng sau thì sao, gần như nó áp sát lên chỉ giác vào thẳng trong. Và đôi khi nó không có vỏ xương. Và đây nó giải thích cơ chế bên trong đằng sau với mở mặt. Cô chán có chưa? Có chưa? Chưa. Đây, các song sàn phân cách nhau cách căn nữa mà. Tiếp. Lên cao nữa thì ổ bát sao? Thu hẹp à? Song sàn còn không? Không còn, lờ mờ rồi. Chủ yếu xuất hiện hai xoang. Cái xoang mà có thành xương rất là dày cả trước cả sau. Là xong gì? Song sàn. Ta sang cái lần chuyển tiếp. Còn một chút của song sàn còn lại bắt đầu rơi vào thái dương chán. Tiếp chán, rất đặc biệt của mũi chán là cái thành trước và sau rất là dày, các căn cứ dày khác song sàn và nó chỉ ở phía trước thôi. Xong. Và đây là gì? Đây là gì? Đây là hố sàn. Hố sàn thủy não vô hành cứu. Tiêu hành, tiêu hố sàn, cái mỏng sàn, ổ mắt hết, không còn nữa. Thì ở cái tầm chán ấy thì chỉ còn duy nhất trong chán thôi. Các cấu trúc ở chỗ khác mất dần. Rồi, trong sáng ngày càng bẹt ra, càng bẹt và kéo dài sang hai bên. Và hai cái vách xương rất là dày. Phía sau liên quan đến thủy não chán. Đây là cái tư thế mà cho phép chúng ta đánh giá tốt nhất cái chấn thương các thành của xoang trước và sau mà cô Lan không gặp được. Như thế này, một lúc cho cái chấn thương tập vào chán này có vỡ thành trước, có vỡ thành sau, có dò gì nó thủy không? Ta thấy mỗi cái tư thế nó có cái ưu điểm. Tắt cho đi qua phần là bệnh lý sai tan thì chúng ta không học đỡ. Tại sao các bệnh nghiên cứu đi qua tôi xem một số hình ảnh lý chấn thương á. Xem một số hình ảnh lý của viêm xoang. Một tiền có gì đây, tắt cái này qua đâu đây, thế nào corona, tắt qua đâu có quân dưỡng chưa? Chưa có quân dưỡng. Vậy tắt qua đâu đây? Chán. 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 Chán.
Phần thân hai bên thế nào? L là của ngủ. À. Hoặc là ngủ hoặc là polyp. Không biết được. Đường là polyp. Rồi tiếp. Xoang. Uốn. Cắt vào đâu đã? Uốn dưới. Uốn giữa này. À. M toàn bộ xoang. Con sàn. Con chán đi qua mất rồi. À. Con sàn M. À, đây là gì? Răng trên răng thì bên ngoài là cái răng lung lay, niêm mạc xung quanh phù nề đỏ, nó chảy máu lợn, răng lung lay. Còn cái răng sinh thì ở bên ngoài là cái răng teo lét, phát triển ở bên trong toàn bộ cái chân răng nằm gọn trong lòng xoang. Tiếp. Ở đây.
Toàn bộ sang hàng lời hết. Bên sang lời. Cắt vào đâu lên? Cô này cắt vào đâu? Ở đâu mà sang hàng có hình hay vào đâu? Ta dựa vào cái gì? Dương không bị gián rộng cho bên này nhiều bỏ và không có tiêu xương nữa. Bên trong đồng nhất thì đấy là tu đặc biệt tu nàng. Nếu mà không có bỏ bọc cũng gián rộng này cũng tiêu xương thì bị không có tính. Mà có bỏ bọc và bên trong là đồng nhất, trả lời đồng nhất thì đấy là tu nàng. Cúc bái xe, cắt vào đâu? Cắt vào tầng tầng sàn, nó lấy bên này không? Thì bên này có ổ mắt, bên thẳng trong. Bên này, bờ đặt hết. Có hình ảnh
tiêu xương rồi bách ăn xong bướm thì tiêu bách ăn xong sàn trong thì tiêu đến sát cả tiêu cả cái bách ăn mũi tiêu cả cái thành trong sàn tiêu cả thành thành của mắt thành ngoài của mắt đến xương lớn vào cũng như xương lớn vào phần hầu nhãn cầu cơ thành trong và xâm lấn thậm chí vào cả hố có chân bướm hàng sàn trước sàn sau xoang bướm đáy ổ mắt và xâm lấn vào hố trên bướm hàng rồi tiếp rồi khối u của xoang khối đít của xoang chắc chắn của xoang xong bướm thằng sau đúng không thằng sau mở ra đánh cầu cơ thẳng trong tinh tinh đá tiếp rồi cái này mở vào xoang xong chán hai bên không có hình thành đẩy dồn không có tiêu xương bên đây bản chất nó là viêm xong chán không có cố gắng anh em quay về đừng buồn tham vào cái phần CT bệnh lý bộ tất cả những bệnh nhân mà có CT thường ta đọc trước sau đó ta dừng lại ta quay vào cố gắng anh em bóc lại để quay về sau đó rồi có hết lại nhé cách tốt nhất là mở chính cái bản này mở ra đọc kỹ lại 10 lần.